Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài LiRo Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng với nhiều Huyền và Lê Thái à kính thưa quý vị trong uh, mỗi cuộc sống của chúng ta thì cái việc chuyện mà chúng ta mà dựng vợ và dựng vợ gã chồng á là một vấn đề vô cùng quan trọng. Ở những cái đất nước giống như Việt Nam chứ chúng ta mà đến đến cái thời điểm này thì uh, những cái người mà nam nữ mà đến với nhau đó, nó rất rất là dễ dàng. Tại vì uh, qua những cái mạng internet này nọ hoặc là cái cuộc sống và tiếp xúc ở ngoài uh, khi mà chúng ta đi chơi hoặc trong môi trường trường học này nọ thì ừ. chúng ta có thể chúng ta gặp gỡ và chúng ta quen với những cái người đó và chúng ta có thể tiến tới vấn đề mà yêu đương và tính, tiến tới vấn đề kết hôn. À, đó là nước Việt Nam hoặc một số đất nước khác trên thế giới hay ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy nhưng riêng có một cái đất nước thì nói về đất nước tỷ dân là chỉ biết nước nào rồi đúng không nước, nước với dân số nhiều nhất Trung Quốc. trên thế giới Trung Quốc thưa quý vị à, một cái đất nước mà chúng ta thấy rằng dân số quá đông đi quá đông và không? hiện nay thì cái tình trạng mà nam giới á, nó nhiều hơn nữ giới quá nhiều thành ra là cái người, người dân của Trung Quốc hiện nay cái cơn khát mà người ta nhất là nam giới người ta khát vợ nó quá cao. Đi, thưa quý vị, ừ. không chỉ những ở thành phố lớn mà có những cái thành phố mà à, mà gọi là ở vùng sâu vùng xa của những cái tỉnh, những cái huyện hay là những cái thành phố của Trung Quốc ừ. ở vùng sâu, vùng xa vùng núi này nọ thì cái chuyện mà người ta mà để tìm được một cái hôn nhân, một cái người vợ hoặc có một người chồng đó, nó cực kỳ khó khăn, nhất là đối với những người nam giới tại vì cái tỷ lệ là cứ à, khoảng chừng 10 người nam giới thì là có một cô gái cứ một 10 năm là một nữ 10 năm là một nữ như vậy wow. thật ra cái số lượng mà cái người nam nó nhiều hơn nữ như vậy nó không có cân bằng thật ra nếu như một cái người nam mà người ta muốn đi tới hôn nhân nó cực kỳ khó khăn khi tìm được một nữ của mình <laughs> và kính thưa quý vị một cái buổi hẹn hò tại tỉnh giang tô uh, của trung quốc gặp một cái tình huống hy hữu khi 100 chàng trai xếp hàng chỉ chờ có năm cô gái thôi thưa quý vị thường <laughs> là 10 với một cô gái còn bây giờ là 100 chàng trai mà chỉ đợi có năm cô gái thôi uh, chiếu cố tới mình và cái ngày hội hẹn hò này là một cái ngày Ngày hội rất là quan trọng được tổ chức ở huyện Bi Châu, thành phố Từ Châu trong ngày 5 tháng 2 vừa qua tại một cái bãi đất trống ở dưới chân cầu. À, thì cái buổi, hẹn hò này có khoảng là 100 người đàn ông tụ tập lại đây để mà cho năm cô gái phỏng vấn để mà coi được mình làm chồng cô gái đó hay không. Và theo chính quyền địa phương thì cái buổi xem mắt này do người dân ở trong làng tự nguyện tổ chức và diễn ra thường niên vào mỗi ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán của ở cái thị trấn này cũng như là ở tỉnh Giang Tô cái cảnh tượng này gây ra nhiều tranh cãi về cái vấn đề mà chênh lệch à, cái số lượng dân số nam nữ của Trung Quốc ngày càng sâu sắc tại cái đất nước tỷ dân này và theo số liệu của cục thống kê quốc gia của Trung Quốc công bố vào đầu năm vừa rồi thưa quý vị nam giới ở nước này đang nhiều hơn phụ nữ đến 34,9 triệu người và họ thuộc nhiều các nhóm tuổi khác nhau trong đó có 17,52 triệu người trong độ tuổi kết hôn từ 20 cho đến 40 À, và để mà tất cả những người đàn ông này người ta muốn có một cái tình yêu của mình thì người ta phải nhờ những cái ông mai bà mối ở những cái huyện những cái tỉnh này nọ ừ. ở những cái văn phòng để mà người ta ghi danh vào để mà có được một cái ngày đó để mà gặp gỡ những cô gái. Và thưa quý vị, mỗi cô gái à, mỗi cô gái mà muốn gặp người đàn ông này thì những cô gái này phải à, nhiều khi một ngày những cô gái này có thể gặp tiếp xúc từ 10 cho đến 20 người đàn ông để mà phỏng vấn coi cái người đàn ông đó có được à, wow. làm chồng mình hay không. Wow rất là khó khăn thưa quý vị và à, những người đàn ông nào mà độc thân á cái dạng mà giống như là độc thân rồi có tài chính cao có tiền bạc có nhà cửa có xe hơi và gia đình ít đông anh em thì cũng rất là dễ dàng khi mà được mấy cô gái này chọn nhưng mà những cái người đàn ông giống như là ở những cái huyện những cái tỉnh này nọ à, hoặc là không có tiền nhiều hoặc là không có được nhan sắc mà mặn mòi nam tính này nọ hoặc là đẹp trai hoặc là có tiền hoặc là gia đình đông anh em thì sẽ không được chọn rất là nhiều cái tượng trường hợp như vậy và nhiều chàng trai á phải ra về tay không thưa quý vị và để mà uh, những cái người này trung bình mà để mà có được một cô, cô gái á, thì cái tiền của anh ta phải không dưới uh, không dưới là 100.000 nhân dân tệ tương đương là 360 triệu đồng trong vòng một tháng có nghĩa là những cô gái này có chọn những cái chàng trai này với cái tối số tiền lương thu nhập hàng tháng cao mức như vậy đến 360 triệu đồng thì đại gia mới được có dễ dàng không? rất là khó khăn và uh, Tương đương hiện nay thì những cái người mà uh, trẻ ở Trung Quốc á, tương đương là 5 trên 1 có nghĩa là 5 chàng trai wow. là chỉ có một cô gái thôi. Và nếu như mà yêu cầu của các cô gái trong cái tỉnh Giang Tô này thưa quý vị là đối tượng này phải có nhà và công việc ổn định và cái xính lệ tối thiểu là uh, tối thiểu nha chứ không phải là tối đa nha là uh -huh. ít nhất phải là hơn 570 triệu đồng Việt Nam tương đương là khoảng 20.000 uh, Mỹ Kim của wow. của Mỹ. Uh -huh. Số tiền rất là cao thưa quý vị. Uh, và cái thưa quý vị ông Phạm Lỗ là phó giáo sư của trường đại học nông nghiệp ở Trung Quốc. À, ông nói rằng là những cái vùng nông thôn nghèo hiện tượng mà khó kết hôn của nam giới ngày càng báo động nhiều hơn. Thứ nhất là do sự mất cân bằng giới tính tồn tại trong cái đất nước này nhiều năm qua. Thứ hai là do sự di cư của những phụ nữ trẻ người ta từ nông thôn người ta lên thành phố và có xu hướng tìm bạn đời ở trên thành phố thôi. Và thứ ba là cái chi phí kết hôn quá cao cũng là cái nguyên nhân cản trở nam giới ở những cái vùng nông thôn người ta tiến tới hôn nhân ngược lại là do cái nghĩa vụ mà phụng dưỡng cha mẹ à, việc thừa kế đất đai hoặc là những người nam thanh niên này à, ra ngoài làm việc thường để chọn về quê để định cư thành ra là cái cơ hội để người ta tìm được một cái người bạn đời ở những cái vùng nông thôn nó cực kỳ khó khăn trong thời wow. điểm hiện tại và ừ. chúng ta thấy là đất nước trung quốc là một cái đất nước tỷ dân à, số lượng mà nam nó nhiều hơn như vậy thì ừ. em thấy quá khổ cho những người nam đi em ở trong bên nước đó không biết là em tìm được vợ không chị Nghì... em thì khỏi nói đi chị nghĩ tìm được chắc không? chắn rồi khỏi nói phải không quý vị theo quý vị nghĩ như thế nào theo Nhi là Nhi nghĩ là Lê Thái chỉ cần bốn tay gái thôi hoặc bốn là <laughs> <Chị> là <laughs> làm bao nhiêu giờ... cô gái theo nữa bây giờ mình làm giống như là, <laughs> là mua dao một cái và bốn tay một cái là có. À giỡn <laughs> just, thôi thú vị à, à, tất nhiên là khi mà trong cuộc sống của chúng ta thì cái người mà có ngoại hình có gia thế hoặc là chúng ta có nhà cửa xe cộ thì à, không những là ngoại hình thì không, rất là mà mình như thái nữa thì uh, cái điều đó không có khó theo mình nghĩ Và cái tiếng mình nam có việt nam mà trở thành hoặc là nước mỹ trở thành nam nhiều hơn nữ thì người thái cũng không có khó đâu ừ, chị đang chị đưa em lên quá cao luôn cảm ơn dở thuật thưa quý vị cảm ơn lê thái và bản tin kế tiếp đây là một trong những cái bản tin và nhi huyền với lê thái cũng hay nói tới hàng ngày đó là uh, làm thế nào để mình sống lâu hơn thưa quý vị thì không có ai trong chúng ta mà biết được rằng là mình bao mình có thể sống bao lâu hoặc là mình có thể kéo dài cái tuổi thọ của mình nhưng mà uh, khi mà mình đi ra ngoài đường thì mình đâu có biết đâu giống như là vừa rồi covid bao nhiêu người đã bị mất rồi có thể bị nhiễm covid hoặc là đi ra ngoài bị accident nhưng những cái trường hợp nó xảy ra đó là một cái tỷ lệ rất là thấp thôi thưa quý vị nhưng mà nếu mà mình muốn sống lâu hơn thì nó nằm ở nó có những cái điều mình cần làm và những cái thói quen mình cần làm thì mình sẽ kéo dài cái tuổi thọ lâu hơn rất là nhiều thưa quý vị, nó nằm trong cái kiểm soát, trong cái control của chính mình. Thì đây là một trong những cái vấn đề và những cái thói quen hàng ngày mà quý vị sẽ tập để mình có cái cuộc sống lâu hơn rất là nhiều và cái điều này khoa học đã chứng minh rất là rõ ràng. Có nghĩa là tập thể dục thưa quý vị tập thể dục nó không mất uh, nó không có mất thời gian gì nhiều hết nửa chỉ cần nửa tiếng mỗi ngày mà thôi uh, để mà tập thể dục là uh, tập tạ hoặc là cardio có nghĩa là tập đi bộ hoặc là đạp xe đạp ở trong nhà nếu mà không đi ra ngoài đường được thì mình đạp xe đạp ở trong nhà mình mua chiếc xe đạp ở trong nhà hoặc là mình tập tạ hoặc là mình tập yoga thì khi mình tập thể dục dạy thì có thể giảm được cái miễn dịch cơ tim và giữ huyết áp được bình thường mỗi ngày và bên cạnh đó cái dáng cũng sẽ rất là tốt nữa. Và theo những cái khảo sát cho biết thực tế luôn đó thưa quý vị là động viên những người mà động viên mà thể thao họ sống lâu hơn vì vì vì, vì mà họ tập thể dục hoạt động liên tục và cái nhịp tim của họ mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Uh, nếu mà mình là con người bình thường như Nhi với Lê Thái và tất cả mọi người Mình không phải là thể dục thể thao hoặc là diễn viên gì mà mình phải tập trung để trở thành vận động viên Thì mỗi ngày mình tập ít thôi thưa quý vị Mình chỉ cần dành ra 30 phút để mà đi bộ hoặc là... Uh, chạy xe đạp như như cũng nói là yoga thì giúp rất là nhiều. Và cái điều thứ hai là hạn chế cái calorie ăn vừa phải mà thôi. Cái calorie vừa phải nó có nghĩa như thế nào? Vừa phải tức có nghĩa là mình không ăn quá no mà mình cũng không ăn uh, để cho quá đói. Nếu mà quý vị quá đói thì theo như biết là uh, cái calorie trong người mình nó không có bơ nữa, nó không có đốt nữa thì cái chất béo phì nó sẽ sử dụng cái chất béo phì thì làm cho mình uh, mập hơn rất là nhiều. Mà quý vị ăn vừa phải thôi thì cái người cái cơ thể của mình uh, cái calorie mình nó cứ tiếp tục bên và bên cạnh đó nếu mà quý vị để đói quá nó bắt đầu là chạy ra là lấy đồ là cookie, đường đồ ăn vô càng ăn càng nhiều vô thì không có cái gì nó, nó thì làm cho cái cơ thể mình nó càng mập nhiều hơn và ăn những cái thực phẩm bổ dưỡng và hạn chế đồ ăn vặt tức là đừng ăn cookie, đừng ăn đường, đừng ăn những cái thứ mà chân phút là thay vào đó vào ăn những cái đồ rất là có protein, rau quả, rau củ xanh và broccoli và cái cuối cùng đó là thực hành thực hành vệ sinh răng miệng thật là tốt thưa quý vị điều quan trọng giữ cho là phải, cái răng mình rất là sạch sẽ từ vì những con virus đó nó tạo ra những cái con vi trùng thì làm vô trong cơ thể của mình và xâm nhập vào trong cơ thể thì làm đau rất là nhiều thì đây là một trong những cái vấn đề mà cái thói quen hàng ngày ăn uống tập thể dục thì có cơ hội để mình kéo cái cuộc sống của mình kéo dài cái cuộc sống của mình lâu hơn nữa Vâng, cảm ơn chị Như Huyền đã đưa đến một cái bản tin mà cũng rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Có nghĩa là chúng ta muốn kéo dài tuổi thọ thì chúng ta phải uh, cân bằng cái vấn đề ăn uống, tập yeah. luyện cũng như là uh, giữ vững tinh thần của chúng ta thật là tốt trong cái uh, thời gian sắp tới để ừ. chúng ta uh, kéo dài cái thanh xuân tuổi thọ cũng như là khiến cho tinh thần chúng ta nó thoải mái hơn đúng không chị Như Huyền. Ừ rồi. Ừ. Uh, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại trở trợ cho đài.